Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang quay trở lại với những diễn biến của BK Champions League lượt trận tiếp theo của vòng đấu bảng. Và trước mắt chúng ta đang là trận đấu trong khu cầu bảng A trong ngày hôm nay. Thì trận đấu giữa các thủ BKE và đội bóng cơ khí 1998 sẽ được diễn ra tại sân đá trường Đại học Bách Khoa. Những pha bóng chủ động thu hồi của các thủ BKE tiếp tục một cơ hội tấn công và lần này không có lỗi quy dành cho vị trí băng lên của Võ Văn Tám. Tốc độ của số 18 dứt điểm không được, cũng kết thúc quá nhẹ. Pha kết thúc thứ hai đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng BKE. Lợi thế vượt lên dẫn trước dành cho các cầu thủ áo đỏ sau hai tình huống dứt điểm của Võ Văn Tám. Các cầu thủ bên phía cơ khí 1998 đã không thể phòng ngự thành công trong tình huống vừa rồi khi để cho số 18 băng lên ở khoảng trống rất lớn. Pha xuất phát của số 18 ở ngay khu vực giữa sân. Bóng tiếp tục về lại với quyền kiểm soát của các thủ đó dứt điểm không vào. Xin chút nữa đã có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ bên phía đội bóng BKE. Đường chuyền ngang, Bảo Quyền thêm một đường chọc khe dứt điểm vào. Tỷ số đã là 2-0 dành cho các thủ BKE và lại là vị trí của Võ Văn Tám là người lập công. Một tình huống triển khai phối hợp nhuần nhuyễn của các thủ bên phía BKE để mang về cho họ bàn thắng thứ hai. Hồ Đắc Hưng đã không dứt điểm, anh đưa ra đường chuyền dành cho Bá Khuyên và Bá Khuyên tiếp tục đưa ra một đường chọc khe sang bên phía cột xa dành cho vị trí băng xuống của Võ Văn Tám. Đưa bóng lên, cơ hội nữa, tiếp tục là Văn Tám. Đột phá rất hay, tình huống thoát đi của Võ Văn Tám và đây là tốc độ băng xuống đối mặt của cầu thủ mang chiếc áo số 18. Dứt điểm đi. Không được, quá chần chừ cho pha xử lý của Võ Văn Tám vẫn còn. Cơ khí 98 đang bị dẫn trước hai bàn và họ đang chơi đầy cố gắng để có thể tìm kiếm cho mình bàn gỡ. Đây là một cơ hội nữa. Pha dứt điểm từ xa. Bóng đã đi không đủ chính xác. Tình huống cố gắng lên của số 79. Vẫn còn, đây là Võ Văn Tám. Vẫn là Võ Văn Tám đang xử lý bóng rất khéo léo, tình huống ba người dứt điểm rất dễ dàng và bây giờ thì Võ Văn Tám đã có được cho mình hat-trick 3-0 dành cho các thủ bên phía đội bóng BKE trước đối thủ cơ khí 1998. Một mùa giải mới đầy khắc nghiệt, các thủ cơ khí 98 bước vào giải đấu với tư cách là đương kim Á quân, nhưng họ lúc này đang bị các cầu thủ bên phía BKE dẫn trước với cách biệt 3 bàn. Đã có tình huống đưa bóng vào lưới, nhưng rất tiếc trọng tài đã không công nhận bàn thắng vừa rồi dành cho cơ khí 98. Lỗi việt vị dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Trọng tài biên đã phất cờ bỏ lỗi việt vị và bàn thắng của các thủ bên phía cơ khí 98 đã không được công nhận. Những nỗ lực tấn công tiếp theo được chuyển hướng tấn công và đây là thời cơ tiếp theo dành cho các thủ áo xanh. Quyết định dứt điểm, cú đã thẳng về phía khung thành nhưng không làm khó được thủ môn bên phía đội bóng BKE. Vẫn là Đỗ Bá Khuyên, cú xỉa bóng rất hay của Đỗ Bá Khuyên. Vẫn còn, đường chuyền ngang, rất trống trải, khung thành đã hoàn toàn bỏ trống rồi. Bàn thắng thứ tư quá dễ dàng dành cho các thủ BKE. Tỷ số bây giờ đã là 4-0. Pha lập công không thể dễ dàng hơn dành cho Phạm Ngọc Thịnh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Một pha xỉa bóng rất hay của Bá Khuyên dành cho Quốc Hưng băng lên. Và pha đưa bóng vào của cầu thủ mang chiếc áo số 79 là quá dễ dàng dành cho Phạm Ngọc Thịnh ghi bàn khi mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh đã không còn ai. Thêm một pha giữ bóng bình tĩnh nữa của các thủ cơ khí 98 để mở ra cơ hội phản công. Đường chọc khe. Tiếp tục là tốc độ. Pha đột phá rất hay. Tình huống đối mặt, dứt điểm đi. Và cuối cùng đã có bàn thắng rồi. Bóng đã đi vào lưới trong tình huống này nhưng có vẻ mảnh lưới vừa rồi đã bị rách. Tỷ số đã được rút ngắn dành cho các thủ bên phía đội bóng cơ khí 1998 với pha lập công của cầu thủ mang chiếc áo số 19. Người ghi bàn trong pha băng lên này đó là vị trí của Võ Đức Chính. Chúng ta cùng xem lại pha thoát xuống và dứt điểm của Võ Đức Chính trong tình huống anh xây sở rất hay. Thêm pha va chạm rất căng, rất quyết liệt. Không được, pha dứt điểm vừa rồi đã không đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng áo đỏ. Thêm cú dứt điểm từ xa, rất đáng tiếc là chưa đủ chuẩn xác. Tiếp tục là những cơ hội nữa dành cho các thủ cơ khí 98 triển khai một đường chọc khe sức góc rất hay nhưng cú đá lại đi ra ngoài. Tiếp tục một khoảng trống nữa, cú đá ngay, rất đẹp mắt nhưng không có bàn thắng. Quá đáng tiếc. Vào thứ tư tuần trước thì cuộc đối đầu giữa cơ hội nguy hiểm không vào, bóng vừa rồi đã dội vào không dọc và không có pha đá bồi thành công dành cho cao thủ bên phía đội bóng cơ khí 1998. Vào tối thứ tư tuần trước, trận đấu giữa BKE và Xây dựng 2005 đã phải tạm hoãn khi mới diễn ra được chưa đầy 50 phút. Đây là pha thoát đi, cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ dứt điểm. Không được, cú đá đã đi ra ngoài mất rồi. Tiếp tục những cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía cơ khí 98. Khoảng trống mở ra, đột phá.
chưa thể vượt qua được sự chỉ cản gắt gao của các hậu vệ bên phía đội bóng áo đỏ. Vẫn còn tiếng hai, không vượt qua được cơ hội thêm qua dứt điểm nữa. Bóng đi vào lưới và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-4 dành cho Cơ Khí 98. Vừa rồi thì một pha lộn xộn trước khung thành, nỗ lực dứt điểm cuối cùng có lẽ lại đến từ vị trí của cái tên đã chơi đầy cố gắng từ đầu trận đấu đến giờ bên phía đội bóng Cơ Khí 1998. Chúng ta cùng xem lại pha bóng lộn xộn, những nỗ lực dứt điểm, bóng đã chạm vào một cầu thủ áo đỏ đổi hướng và mang về pha lập công. Thêm đường chuyền dài nữa dành cho các thủ áo xanh. Một tình huống thoát xuống không có bẫy việc vị. Đây là cơ hội nữa dành cho Cơ Khí 98. Đường chuyền vào đánh đầu vào. Bây giờ thì khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Số 19 đã có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Võ Đức Chính đã có được cú đúp cho mình và đồng thời giúp cho các thủ bên phía đội bóng Cơ Khí 98 nhen nhóm lại hy vọng có điểm trong màn so tài ngày hôm nay giữa hai đội. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 3-4. Cách biệt bây giờ chỉ còn lại là một bàn thắng duy nhất. Một pha cắt bóng hụt của hàng thủ bên phía đội bóng BKE và họ đã lập tức phải trả giá với một tình huống treo bóng vào trong cực kỳ chuẩn xác. Không có lỗi quý vị. Nhưng lần này thì các hậu vệ bên phía BKE đã kịp thời che chắn nhưng vẫn còn cơ hội dành cho các thủ Cơ Khí. Dứt điểm nguy hiểm. Vào 4-0. Một cú đá từ xa đã mang trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Tình huống kết thúc bóng đi lập bập của Thiều Quang Thịnh. 4-0. Hai đội bóng đang cống hiến một màn trình diễn kịch tính cho khán giả hâm mộ. Diễn biến của trận đấu trong khu bảng A vẫn chưa dừng lại với những bất ngờ liên tiếp. Điều kiện thời tiết như thế này khiến cho các cầu thủ chúng ta có thể giữ được nền tảng thể lực rất lâu. Không có yếu tố nắng nóng có thể bào mòn. Nguy hiểm như vậy thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng bên phía Cơ Khí 98 đã mắc sai sót và để cho Võ Văn Tám tiếp tục lập công. Bàn thắng thứ tư của Võ Văn Tám trong trận đấu này. 5-4 dành cho các cầu thủ bên phía BKE. Và số 18 đã có được một cú poker trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Ngay sau khi được đưa trở lại sân thì Võ Văn Tám lại tiếp tục tỏa sáng. Một pha len lỏi từ tình huống ném biên. Có thêm một tình huống đưa bóng vào lưới nữa. Trọng tài xác định đó là một bàn thắng hợp lệ dành cho cầu thủ bên phía đội bóng BKE. Tỷ số đã được nâng lên 6-4. Pha chạm bóng dễ dàng của Lê Tấn Sinh. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 6-4. Pha bóng quá dễ dàng cho Lê Tấn Sinh trong tình huống đột phá của Võ Văn Tám để căng ngang. Số 18 đã tiếp tục đóng góp với một pha kiến tạo. Tiếp tục một đường chuyền. Bá Khuyên. Phản công dành cho cầu thủ BKE. Kịp không? Võ Văn Tám. Tốc độ của số 18. Tiếp tục là những nỗ lực bứt tốc của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Sau khi để cho đối phương gỡ hòa thì lúc này các thủ bên phía đội bóng BKE đã có được hai bàn thắng nữa để có thể vượt lên dẫn trước. Lỗi việt vị của Quốc Hưng. Thêm pha đánh đầu rất hay của Bá Khuyên để kiến tạo dành cho Lê Tấn Sinh. Vào không, bóng đã đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Lê Tấn Sinh. Một tình huống phối hợp rất hay giữa các thủ bên phía đội bóng BKE. Đường chuyền ban đầu tuyệt vời của Đỗ Bá Khuyên dành cho Lê Tấn Sinh nhưng rất tiếc pha dứt điểm của số 9 lại đi không trúng đích. Bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Những cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ BKE. Vào! Trọng tài sẽ hội ý. Chúng ta chưa thấy dấu hiệu công nhận từ trọng tài chính. Tình huống bóng đã được đưa vào lưới nhưng rất có thể có lỗi việt vị hay không sẽ được trọng tài chính đưa ra quyết định sau khi hội ý với trọng tài biên. Như vậy thì đó là một bàn thắng hợp lệ dành cho cầu thủ BKE. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý bóng này. Đường chuyền từ quả đá phạt trực tiếp và vấp ngã của một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ, đó là Bá Khuyên. Nhưng sau đó thì bóng đã đến với một cầu thủ áo đỏ khác, băng xuống và tạt bóng vào trong.